Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV trong chương trình Tức Đức Tức Vàng ngày hôm nay và sự trở lại của anh Bình Trần cũng như là anh Kevin Huỳnh trong chương trình Tức Đức Tức Vàng. Trước hết chào anh Bình và Kevin. Em chào chị Vân Anh, chào Kevin. Mình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Ngày hôm nay là cái talk show đầu tiên của chúng ta trong năm 2019, Bình ha. Dạ đúng rồi chị. Trong cái mùa lễ vừa qua thì Kevin với Bình có bận rộn gì không? Có đi chơi nhiều và có party nhiều không? Bây giờ để cho Kevin trả lời trước nha. Năm nay thì cuối năm thì em cũng bận, chị cũng có sinh hoạt gia đình và cũng ở nhà chứ không có làm gì nhiều. Anh Bình sao? Cũng vậy thôi Kevin cũng như chị Vân Anh thì nói chung là cái mùa lễ nhất là Giáng sinh với lại mùa Tết Tây này đó. Dạ. Thì thường là đa số mình cũng dành thời gian chủ yếu là cho gia đình mà thôi. Dạ. 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 Kevin có làm, Kevin có gửi quà cho khách với sinh đúng thiệp. Rồi. Cũng bận rộn. Và chúng ta đang nô nức tưng bừng để mà chào đón cái Tết Nguyên đán Việt Nam sắp tới ha. Người Việt của chúng ta thì lời thêm một chút xíu nữa là sau Tết Tây thì chúng ta còn thêm một cái Tết Nguyên đán của chúng ta nữa. Anh Kevin ơi, anh Bình ơi, thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì bữa nay có nói chuyện với anh Bình thì anh Bình nói là chị ơi, bây giờ still a good time to buy house. Nói, ủa sao hai anh này đúng là người làm địa ốc lúc nào cũng nói là good time to buy house. Tại sao anh nói câu đó anh? Thật sự em nói khi mà nói good time to buy home là tại nếu mà ngồi mình suy nghĩ kỹ lại thì vấn đề thứ nhất là cái tiền lời ngày hôm nay vẫn còn rất thấp. Nếu mà mình so với mười mấy năm về trước hoặc chục năm về trước thì thật sự tiền lời ngày hôm nay vẫn còn rất là thấp. Và Vân Anh được biết là tin vui là thời gian gần đây là tiền lời đang xuống thấp nữa phải không anh? Mà trước khi nói tại sao tiền lời nó còn thấp? Thứ nhất là mà mình có hai vấn đề này mình có thể nói là nếu mà quý vị nào đã từng trong thời gian qua khoảng 3-4 tháng về trước mà đi coi nhà này nọ thì thứ nhất mình có thể thấy giá nhà bắt đầu giảm xuống tí xíu, chỉnh lại tí xíu. Cái thứ nhất mà khoảng thời gian đó thì tiền lời hơi cao lên, nhích lên, nhưng mà sau khoảng một tháng đô lại nay tiền lời giảm rất là nhiều. Cái lý do có thể là quan trọng nhất Bình có thể nghĩ là vài lý do đó, thì có thể thứ nhất là về vào cái mùa là nhất là vào cái mùa lễ lộc thì ít có ai đi mua bán để track người để mua nhà. Rồi đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mình cũng biết trong vài năm gần nay thì cái giá nhà đã lên rất là cao rồi, cho nên cũng là tới một cái lúc mà cái giá cao nhà quá rồi nó cũng hơi khựng lại tí xíu. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa thì có lẽ quý vị nào mà đọc báo hay là nghe trên news cũng nhiều á, là cái vấn đề là giữa Mỹ và Trung Quốc có cái vấn đề mà nói chung là có cái cuộc chiến tranh về thương mại. Thì những cái ảnh hưởng này có thể là bây giờ mình chưa thấy nhiều, nhưng mà từ từ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều những về cái mặt khác trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên đó là lý do tại sao mình vẫn thấy cái tiền lời nó thấp mà như vậy. Để chi? Để mà mình biết là cái vấn đề kinh tế một dài hạn hơn, cái sự ảnh hưởng của cái vấn đề chiến tranh kinh tế nó sẽ ảnh hưởng dòng con đường về sau. Anh thấy là nếu mà mình compare, tức là mình so sánh 1-2 tháng này đó anh, thì anh thấy là tiền lời nó xuống thấp như thế nào anh? Dạ, nếu thật sự nếu mà mình coi xuống cũng hơn nửa chấm đó chị. Đó là con số rất là lớn, là tại vì hồi đầu năm thì chính phủ cũng như những cái người mà gọi là chuyên về cái vấn đề ngành địa ốc thì mình nghĩ là tiền lời vào cuối năm là sẽ khoảng vào 5%. Thật sự là tiền lời gần cuối năm đã gần đụng đáy khoảng 5% rồi. Nhưng mà có thể nói là một cái sự may mắn là trong cái thời gian qua cũng vì cái vấn đề nhiều cái yếu tố của kinh tế mà cái tiền lời lại giảm xuống một chút, cho nên nó cũng rất là đỡ cho mọi người. Với sự chia sẻ của anh Bình Trần cũng như là anh Kevin Huỳnh thì chúng ta thấy là thời gian này tiền lời lại xuống và giá nhà cũng khựng lại, cho nên đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể mua cho mình một căn nhà. Nếu mà quý vị đang có ý định thì một lần nữa chúng tôi có số điện thoại của anh Bình Trần cũng như là anh Kevin Huỳnh trên màn ảnh để quý vị có thể tham khảo miễn phí với văn phòng của anh Kevin Huỳnh và anh Bình. Dạ. Không, những mình muốn nói thêm một vấn đề đây, không nhất thiết là cái vấn đề mua nhà là lúc tiền lời đang thấp. Thật sự những quý vị quý khách nào đã có thể 6 tháng về trước mà đã mua nhà hay là bây giờ muốn tái tài trợ, đúng rồi, tiền lời đang là một khoảng thời gian rất rất là tốt để mà mình có thể tái tài trợ lại để lấy một cái giá rẻ hơn.
và gọi là refinance phải không anh? Dạ, refinance. Dạ, dạ. Và anh Bình cũng là người làm refinance luôn. Dạ. Bởi vậy cho nên anh mới nhắc nhở quý vị. À, vâng, thưa quý vị nào cũng không định mua nhà nhưng mà quý vị muốn refinance vì tiền lời đang xuống thấp, à, có thể hồi xưa mình mua nhà 7 chấm phải không anh? Có cũng có thời gian đó, mình nhớ là 7 chấm không? Hơn 7 chấm mà bây giờ xuống còn có 4 chấm mấy. Cho nên nếu mà quý vị chưa có refinance thì đây là cơ hội tốt để quý vị có thể gọi cho văn phòng của anh Kevin cũng như anh Bình để mà có thể refinance căn nhà cho riêng mình. Yeah. Yeah. Kevin ở đây đó thì Kevin nghĩ là cái market của mà real estate của 2019 như thế nào? Theo Kevin, theo kinh nghiệm compare to 2018 thì 2019 có hai cái yếu tố là người mà cần đi mua nhà thì tốt nhất trong năm nay là vì cái tiền lời quá thấp compared to năm ngoái. Năm nay là 4.5 là Kevin thấy là rất là ok và good, và cũng lúc cái giá nhà nó đã mềm lại chút xíu chính là cái market. Thì theo Kevin là thời gian này là tốt để cho người đi mua nhà và có thể người mà đầu tư nhà cũng ok đó. À, một lần nữa chúc cho quý vị có một buổi xem chương trình TV của anh em chúng tôi thật là vui, thật là bình an. Và xin cảm ơn quý vị, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Bình xin chào tạm biệt quý vị của đài VNTV. Kevin xin chào quý vị của đài VNTV.